Xin chào mọi người. Hôm nay em có nhận được một con Xiaomi Redmi K40 Gaming. Khách báo tình trạng là pin nó bị báo ảo, sụt pin nhanh. Và khách có nhu cầu là thay pin mới. Thì ở đây hiện tại là em kiểm tra máy thì khách đã từng thay lưng rồi. Phía lưng thì dán nó cũng keo nó cũng lỏng hết ra rồi. Thì em chỉ nhấc cái là nó ra thôi. Ở đây em sẽ tiến hành là em tháo máy và em tách quả pin cũ ra và thay quả pin mới vào. Thì những cái bạn mà muốn thay pin ở nhà thì cũng có thể là xem clip để tham khảo. Đấy, thì là quá trình chúng ta tháo máy ra như thế nào, chúng ta tách các cáp ra như thế nào và mình sẽ bóc pin như thế nào. Đấy thì anh em có thể quan sát kỹ cái clip của em. À, đây là em đang tháo pin. Đấy thì chúng ta chỉ cần bóc cái siêu ra và chúng ta nhấc quả pin ra như em đang làm trong clip thôi. Và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp quả pin mới vào. Đấy. Thì pin dòng này nó sẽ là hai cáp nha anh em, một cáp là nó nối thẳng vào cáp sạc và một cáp là nó sẽ lắp vào main. Đấy, sau khi lắp xong thì em sẽ tiến hành là em ráp lại máy như bình thường thôi. Cái quá trình thay pin nó khá là nhanh, thường thì nó sẽ mất khoảng tầm 15 đến 20 phút. Nếu mà cần phải test thì chúng ta sẽ test mất một thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Thì đây em sẽ tiến hành em ráp quả pin mới vào, lắp đầy đủ vào ốc và lồng đậy các thứ đầy đủ cho anh em. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ thử bật nguồn và chúng ta sẽ tiến hành là cắm sạc test thử xem là pin mới này là có nhận cái sạc turbo chạc hay không. Thì như trong clip anh em có thể thấy là thay pin mới xong vẫn nhận sạc nhanh như bình thường nha. Đấy, nó vẫn nhận cái miturbo chạc và cái cổng, cái củ em đang cắm đây là củ 67W. Đấy, sau khi test ok thì em sẽ tiến hành em dán tem bảo hành và đi keo mới cho khách hàng. Và sau khi đi keo thì chúng ta sẽ dán lại cái lắp lưng. Đó. Và chúng ta sẽ buộc chun cho nó khô keo. Thời gian khô keo khi sau khi buộc chun thì thường nó sẽ mất khoảng nhanh thì khoảng tầm 30 phút, thì lâu cũng có thể là 2-3 tiếng nha anh em, tùy theo là cái tình trạng máy nữa, xem máy có bị cong hay là cấn móp gì không thì chúng ta sẽ để keo. Trên đây là cái clip thay pin Redmi K40 Gaming của em. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho em một đăng ký kênh để em có động lực ra những video mọi người nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.